Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thành phố chuyển động. Kính thưa quý vị, vấn đề chọn trường, chọn ngành, chọn nghề có lẽ là không chỉ làm nhức đầu các em học sinh sinh viên mà cả những bậc phụ huynh nữa. Đến hạn lại lên, sau Tết xong, học sinh cấp 3 lại tất bật bài vở, lại xôn xao, lại đắn đo, cân nhắc chuyện chọn trường hay chọn nghề. Chọn nghề gì, theo trường nào, nghề nào đang là nghề thời thượng là vấn đề của rất nhiều gia đình. Chọn trường làm sao cho phù hợp với khả năng cũng như là nhu cầu và sở thích con mình. Nhưng vấn đề này không phải ai cũng tìm được câu trả lời. Xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với chuyên viên tâm lý Ngô Minh Uy để tìm hiểu thêm về vấn đề chọn ngành và chọn trường. Xin chào anh Uy ạ, rất vui là được gặp lại anh trong chương trình ngày hôm nay. Chào Trung Dũng và chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu với một câu hỏi rất là cơ bản nhưng mà cũng khó khăn với rất nhiều người, đó là mình muốn gì? Thì trước khi mà mình thích cái gì thì mình phải biết về nó đã. Hay là mình thích A thì mình phải biết rằng ngoài A ra nó còn B, C, D, X, Y, Z gì nữa. Chứ nếu mà nó biết có cái rồi nó thích có cái thì cái đó không phải là một cái lựa chọn tốt. Như vậy tôi thấy ví dụ như ở tại Thành phố Hồ Chí Minh mà những cái môi trường như là Kids City, tôi thấy rất là nhiều trường học bây giờ người ta đưa trẻ em đến đó. Mình không có tính đến những cái yếu tố mà là về thương mại hay là tổ chức gì, thì nó cái chuyện mà người ta đã nghĩ ra những cái mô phỏng về ngành nghề cho đứa trẻ. Tôi nghĩ điều đó rất là tích cực. Khi mà đứa trẻ nó có cơ hội, nó biết nhiều thông tin, nó biết nhiều cái khác nhau thì nó sẽ gia tăng cái cơ hội để lựa chọn đúng. Về việc chọn nghề thì có nhiều người họ tư vấn là chúng ta nên dựa vào cái sở thích và đam mê của mình. Nhưng có một vấn đề đặt ra là không phải cái đam mê đó lúc nào nó cũng phù hợp với khả năng. Ví dụ như Dũng thì thí dụ Dũng muốn làm về nước hoa nhưng mà Dũng lại không biết gì về hóa chẳng hạn, hoặc là ngược lại, cũng có những bạn fan của Dũng chạy vào hỏi là anh ơi bây giờ em muốn làm ca sĩ thì sao, thì Dũng luôn hỏi là em có khả năng ca hát hay không. Trong trường hợp này mình giải quyết như thế nào, mình chọn lựa ưu tiên đam mê hay là mình ưu tiên khả năng? Khi người ta nói đến cái sở thích á, là cái mà mình hứng thú, mình thích, thì cái việc mà mình nuôi dưỡng hay là mình đi theo một cái lộ trình nào đó để mình đạt được nó sẽ gia tăng lên. Nhưng mà nó phải có cái tính khả thi. Thì như vậy nó từ cái việc là mình hứng thú cộng với cái khả năng là có thể đạt tới thì nó mới tạo động lực. Thì cái sở thích nó không phải là cái mà mình thích. Ví dụ một bạn nào đó nói là bạn muốn làm ca sĩ, nó chưa chắc đã là cái hứng thú của bạn đó. Bạn thích làm ca sĩ vì nhiều tiền, bạn thích làm ca sĩ bởi vì nó long lanh lấp lánh, ví dụ như vậy. Thì cái đó không phải là sở thích. Cái thực sự hứng thú mà để lựa chọn ngành nghề là cái bên trong. Tức là mình thấy hạnh phúc khi mình ở trong cái ngành đó. Nhiều khi cuộc đời của mình không có cái nào hết, hoặc là có một cái là thấy mừng lắm rồi. Ví dụ như với Dũng, đam mê của Dũng là ca hát. Nhưng mà sở thích thì Dũng có nhiều cái. Và những cái mà làm cho mình vui trong công việc được cũng sẽ có nhiều cái. Ví dụ như là đi dạy, đi làm MC, hoặc là có thể là đi khám phá một cái gì đó khác cũng là làm cho mình cảm thấy vui. Vì thế mà nếu chúng ta chỉ chăm chăm vào cái đam mê không thì chưa chắc là mình sẽ tìm được cái nghề phù hợp. Thật ra thì con người nó không chỉ có giới hạn ở một thứ. Ở một số người á, đôi lúc á, có những cái sở thích mà nó trái ngược, tức là mình có cảm giác là nó trái ngược nhau luôn. Tôi nghĩ cái đó cũng là điều tốt. Nếu mà các bạn không có được ngành này thì các bạn có thể có cơ hội ngành khác. Cái chuyện đam mê và sở thích nó giống như thế là một cái gì đó bay bổng, cái gì đó nó rất là tình. Nhưng mà nó còn bên cạnh đó, nó còn cái chuyện là tiền nữa. Tức là bạn có khả năng để đạt tới điều đó hay không? Dũng còn nhớ khi hồi nhỏ, khi mà Dũng học chọn ngành Đức, thì ba Dũng mới nói rằng là không nên chọn ngành này. Mà phải chọn ngành nào mà nó có nhu cầu nhiều. Nhưng mà má Dũng thì lại nói với Dũng, ngành gì cũng được cả, miễn con học giỏi và con cố gắng làm tốt thì chắc chắn con sẽ có đất sống thôi. Vậy thì quan điểm nào đúng? Cả hai. Để mà tăng cái cơ hội để mà có công việc làm thì đúng là cái ngành đó nên là cái ngành xã hội cần. Chỉ có một cái này, là xã hội cần bây giờ hay là cần 5 năm nữa. Hiếm khi nào mà tôi nghe bạn nào đó mà chuẩn bị làm hồ sơ thi đại học mà bạn ấy tìm xem là ngành này hiện nay là bao nhiêu người đang làm việc, rồi tương lai 4 năm nữa thì là như thế nào, rất hiếm. Trong khi cái chuyện đó là chuyện mà cần phải làm. Còn cái thứ hai á, tôi đồng ý với chuyện là bất kỳ ngành nào, miễn bạn giỏi là bạn sẽ có cơ hội. Nhưng mà đương nhiên thì có những người không phải là giỏi, không phải là giỏi theo kiểu xuất sắc. Có nhiều lý do, có thể họ không thích học, có thể nhiều lý do. Nhưng mà như vậy đó thì những người mà không giỏi xuất sắc á, họ cũng cần cái nhu cầu xã hội để nó đảm bảo họ thực hiện được những cái công việc mà về mặt kỹ thuật hoặc là ở một cái tầm nào đó, trong một cái khâu nào đó. Thế là được rồi.
tôi nghĩ là cái việc mà liên quan đến vấn đề định hướng nghề nghiệp, nó có những cái mà nó theo cái lộ trình, nó theo phương pháp vân vân, nhưng mà nó cũng không đến mức phải quá nghiêm trọng. Tức là bản thân người đó thấy rằng cái đầu tiên là mình có cái hứng thú trong cái loại công việc đó mà không có quan tâm đến những yếu tố bên ngoài. Đừng quan tâm đến chuyện đó mà là mình hứng thú. Thứ hai là mình có khả năng để đạt tới cái chuyện đó. Thứ ba là mình xem xét những cái nhu cầu xã hội và dự báo về nguồn lực. Vậy thì còn thứ tư là về tính cách thì sao anh? Tính cách nó có cái chuyện này. Tôi nghĩ là ở một số nơi, chứ không phải chỉ đơn giản chỉ Việt Nam, là người ta quá đề cao cái chuyện là con người nó có tính này thì nó sẽ là cái gì. Cho nên cái việc phân loại người hướng nội, người hướng ngoại là thật ra nguyên nội cái chuyện phân loại đó là đã sai rồi. Không có cái ai mà người này là toàn lý trí, người toàn là tình cảm, không có chuyện đó. Nó phải đi cùng với nhau. Ví dụ hôm nay là như thế này nhưng mà biết đâu ngày mai nó lại thay đổi. Tức là cái tính động của con người là nó liên tục, cho nên mình không có thể khu trú con người lại theo loại này và loại kia. Vì vậy, cái quan điểm mà bạn là người loại A thì bạn hợp với ngành này là không có, không thật sự là hợp lý. Mình có thể hiểu vậy này. Cái loại công việc này, nếu bạn là loại người có tính cách là kiểu A thì nó sẽ mang lại những cái thuận lợi, hoặc là sẽ phải gặp những khó khăn như thế nào. Nãy giờ nghe thì có vẻ là vấn đề cũng một phần thì đơn giản hơn, một phần cũng phức tạp hơn. Bởi vì là hứng thú ở đây cũng phải hứng thú thật sự từ bên trong. Rồi xem nhu cầu xã hội thì phải là nhu cầu trong tương lai chứ không phải nhu cầu của hiện tại. Vân vân. Vậy thì sẽ có những trường hợp là các em nó cũng cố gắng suy nghĩ là mình muốn cái gì lắm nhưng mà suy nghĩ hoài cuối cùng vẫn không ra được. Về cơ bản á, một cái tỷ lệ cao là mọi người thông qua những cái trải nghiệm của mình, thông qua những cái cơ hội và mình hiểu biết, và rồi những cái ý kiến rồi vân vân của người xung quanh, thì họ có thể hình dung ra được là cái nào là cái mà nó kích thích mình nhất. Thì cái việc mà một số bạn gặp khó khăn nó không có đơn giản là chỉ ở cái chỗ là các bạn có biết mình thích hay không, mà nó có thể liên quan đến nhiều vấn đề khác. Ví dụ các bạn cảm thấy cuộc đời này không có ý nghĩa, có những bạn thì cảm thấy nghề nào thì nó cũng phải mệt mỏi à. Hay là chẳng hạn một số bạn được nuôi dưỡng ở trong một cái môi trường mà theo kiểu là chưa bao giờ quyết định cái gì hết. Cho nên đương nhiên các bạn không thể biết được là mình thích cái gì. Thế thì ví dụ trong trường hợp một số bạn mà không có biết, không có phát hiện ra được là mình thích cái gì đó, thì những trường hợp đó tôi nghĩ tốt là nên gặp các chuyên gia tâm lý. Dũng hy vọng rằng là quý vị xong cuộc chuyện vừa rồi cũng đã hiểu rõ hơn về vấn đề chọn ngành, chọn nghề, cũng như là cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong quyết định của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Huy đã cùng đến với chương trình. Thực sự là cuộc nói chuyện rất là ý nghĩa và rất mong được sớm gặp lại anh trong những câu chuyện sau, những đề tài khác nữa. Cảm ơn Dũng, cảm ơn quý vị.